đó là theo hiện tại bây giờ. Như trước là tính từ hông các bạn, tính từ chiều cao từ mặt đất lên tới cái vị trí mà tiếp xúc cầu là ngang hông. Rồi các bạn quan sát thầy thực hiện nha. Các em lưu ý cái cách cầm vợt và tư thế đứng trong phát cầu ngắn thì sử dụng chủ yếu là sử dụng các bạn lực cổ tay, cho nên là các bạn sẽ lấy ngón cái các bạn tì vào cái mặt phẳng lớn nhất của cái phần chui gắn vợt nha, tì vào. Rồi các bạn sẽ sử dụng cái cổ tay để các bạn lắc vợt, rồi lăn vợt để cho cầu đi qua sân đối phương. Các bạn lưu ý là phải phát phần chéo sân của đối phương nhé. Rồi các bạn quan sát thật kỹ nè. Sử dụng cổ tay, các bạn chỉ sử dụng cổ tay nhá, lấy lực ngón tay làm trọng tâm để các bạn đẩy cổ tay lên là cầu nó sẽ bay qua sân. Mà lưu ý các bạn phải phát chéo sân các bạn. Rồi về tư thế đứng nữa các bạn, tư thế đứng thì chân cùng bên với tay cầm vợt sẽ để phía trước ha. Trọng tâm lúc này các bạn có thể dồn vào chân phía trước, chân sau các bạn kiển gót ha. Rồi lưng thẳng, mắt quan sát sân. Và với phần tay cầm cầu á, thì các bạn sẽ cầm ở lông cầu, cầm bằng ngón tay cái và ngón trỏ à. Vị trí và chiều cao nó là tầm ngang hông, tức là các bạn đo từ mặt đất lên khoảng 1m15 là chính xác à. Sau khi đó các bạn sẽ thực hiện kỹ thuật này, kỹ thuật lăn vợt nhé. Lăn vợt từ trong ra ngoài, sử dụng cổ tay nhé các em à. Và lưu ý về cánh tay của các bạn hay để cao là sai nhé. Cái vị trí tiếp xúc là 1m15 nhé các em. Rồi thì lăn vợt từ trong ra ngoài, mặt vợt tiếp xúc với cái phần chui cầu à. Rồi các bạn lăn vợt. Ý là chúng ta phải canh thật chính xác kết hợp giữa thả tay và lăn vợt à. Đây các bạn quan sát. Rồi khi mà các bạn thực hiện nhiều lần như vậy thì chúng ta sẽ làm quen nhá. Rồi nếu mà bạn nào không có cầu thì các bạn sẽ thực hiện vợt trước, thực hiện trước, lăn trước 15 lần cho nó quen, rồi sau đó chúng ta sẽ sử dụng cầu, chúng ta cầm trên tay và ta lăn như thầy hướng dẫn nha các em. Sang cái kỹ thuật phát cầu thứ hai, đó là phát cầu phải tay, phát cầu ngắn phải tay. Thì đây là một kỹ thuật khó hơn, mức độ khó hơn rất nhiều, cho nên là thầy không yêu cầu các bạn phải thực hiện cái kỹ thuật này. Đối với kỹ thuật phát cầu thì các bạn có thể thực hiện kỹ thuật phát cầu ngắn trái tay là được yêu cầu nha các em. Các bạn quan sát nhé. Đối với những bạn mới tập chơi, các bạn nên phát kỹ thuật phát cầu trái tay. Những bạn nào mà chơi rồi, biết chơi và đã từng đi đánh rồi thì các bạn có thể thực hiện kỹ thuật này. Và sau này kiểm tra, chúng ta sẽ kiểm tra phần kỹ thuật phát cầu trái tay nhé các em. Đây là một trong những kỹ thuật mà dành cho những bạn mới biết chơi mà trong cái khối trung học phổ thông của mình là chính. Về nhà thì các em sẽ tập luyện cái kỹ thuật phát cầu ngắn trái tay cho thầy. Kỹ thuật này các bạn sẽ thực hiện 15-20 lần. Đầu tiên là các bạn sẽ sử dụng không cầu trước. Các bạn lưu ý về chiều cao cũng như cách cầm vợt nha các bạn.
cách trồng vợt, các bạn nhớ ngón tay cái của các bạn sẽ tì vào cái mặt phẳng ngang lớn nhất của cán vợt á, cầm sát phía trên để cho cái lực cổ tay mình nó mạnh ha. Thì thứ hai nữa là cách cầm cầu, các bạn xoay chu cầu vào trong người, tạm thời chúng ta tưởng tượng như là chúng ta không có cầu ha, các bạn sử dụng cổ tay lăn nhé. Rồi đó, các bạn sẽ thực hiện từ 15 tới 20 lần liên tục, rồi sau đó chúng ta nghỉ. Mỗi lần các bạn thực hiện như vậy thì các bạn nghỉ khoảng 10 giây, sau đó các bạn tiếp tục thực hiện liên tục 3 hiệp nha các bạn. Bài tập tiếp theo là 3 bước giảm nhảy đa lăng qua xà, xoay một người 180 độ. Các em quan sát, đây là một bài tập tương đối khó nha. 1, 2, 3, các bạn bật lên, xoay, điểm tiếp đất, các bạn tiếp đất bằng 4 vị trí, hai tay và hai chân để tránh trường hợp mà chúng ta bị chấn thương. Các bạn quan sát và thợ làm theo thầy nha. Rồi lần 2, 1, 2, 3, bật, xoay. Các bạn thực hiện cái bài tập này từ 10 tới 15 lần để chúng ta làm quen nha. Rồi, như vậy là chúng ta đã kết thúc hai nội dung học ngày hôm nay. Thì nội dung cuối cùng mà các bạn sẽ thả lỏng ha. Thả lỏng các bạn làm theo thầy nè. Cổ tay, cổ chân. Hết. Cổ tay, cổ chân. Hết. Rồi, cổ chân. Lần 2. Hít. Hít. Thôi, như vậy là chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay. Chúc các em có những giờ học thể dục thật tốt, thật năng động để chúng ta có thể có nhiều sức khỏe. Cảm ơn các em.